Xin chào mừng quý khách đã quay trở lại với chuyên mục review sản phẩm của kênh truyền thông TCA Chương Trình Audio. Trong quá trình sản xuất những video review sản phẩm gửi đến mọi người, Phương Nguyên sẽ cùng với ekip Team Media sẽ dựa trên câu hỏi hay là ý kiến gửi về để đưa ra những thiết bị nhằm giải đáp thắc mắc cũng như là ứng dụng cho nhu cầu của khách hàng. Và trong video hôm nay, Phương Nguyên sẽ đem tới cho anh chị một gợi ý nữa cho dòng micro phỏng vấn đến từ FBW với mã sản phẩm là VKM416. Ngay bây giờ, hãy cùng em đi tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé! Bên ngoài vỏ hộp sẽ là tên và hình ảnh minh họa của sản phẩm. Anh chị có thể quan sát ở đây thì chúng ta sẽ có tên tiếng Anh của sản phẩm là Interviewing Microphone Series VKM416. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có số series và mã sản phẩm cùng với một số những lưu ý khi vận chuyển. Ngoài ra thì chúng ta còn có hai biểu tượng chứng nhận. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp nhựa chống sốc cũng như là chống nước. Nhìn giao diện của chiếc hộp này thì nhìn rất là chuyên nghiệp cũng như là rất giống một hộp quà, phải không ạ? Đây cũng có thể là một gợi ý không tồi và là một món quà dành cho những người yêu âm thanh hay là ai đó đang làm việc trong các lĩnh vực cần dùng. Microphone được chế tạo toàn bộ từ đồng thau nguyên khối và được phủ một lớp sơn tĩnh điện màu xám vô cùng tinh tế. Ngay cả khi cầm thì phía trên bề mặt micro cũng không bị in hay là hằn dấu vết vân tay. Điều này thì sẽ tạo nên ấn tượng của Phương Nguyên về chiếc micro, nhà sản xuất thực sự chăm chút trong thiết kế của em nó. Việc thiết kế micro bằng đồng thau còn đem đến khả năng chống nhiễu tốt, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu điện từ và nhiễm từ ở các nguồn khác trong môi trường. Đồng thau thực sự là một vật liệu chịu được mài mòn tốt, giúp gia tăng độ bền và tuổi thọ của micro. Nó cũng giữ được độ dẻo dai, giúp tránh tình trạng nứt gãy hoặc là hỏng hóc. Đặc biệt khi mà chiếc micro này thì được ứng dụng khá nhiều trong phỏng vấn ngoài trời hay là phỏng vấn hiện trường. Ngoài ra, khi micro sử dụng đồng thau thì có khả năng tản nhiệt tốt, giúp micro duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình sử dụng, giảm nguy cơ quá nhiệt và ảnh hưởng đến hiệu suất. Với độ nhạy âm lớn và khoảng giải tần đáp ứng rộng từ 40Hz cho tới 16kHz, chiếc micro này sẽ thu chi tiết những sắc màu của âm thanh với độ trầm bổng nhất định. Khi thu tiếng, chúng ta cần lắp đầu lọc gió vào. Ở đầu micro có lưới lọc, hai bên sườn cũng có hai đường thu dài chạy dọc gần hết mic. Để có thể kích hoạt micro hoạt động thì chúng ta cần một nguồn 48V và cần kết nối chiếc micro này với một mixer hoặc là một sao cạc. Được thiết kế để sản xuất và phát sóng video, đáp ứng việc thu âm thanh ngoài trời và các mục đích sử dụng đặc biệt khác như là phỏng vấn trực tiếp hay là phỏng vấn hiện trường. FBW VKM416 là lựa chọn cho các phóng viên, biên tập viên hay là nhà báo khi tác nghiệp. Không chỉ là những video review đánh giá, review về sản phẩm mà chúng tôi còn đưa đến công dụng cũng như là ứng dụng trực tiếp của thiết bị. Nếu có bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc nào về thiết bị, mời quý khách hàng truy cập website chungtrinhaudio.vn hoặc liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc quý khách có thể comment ngay phía dưới video. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video review khác nhé! Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.